Điều kỳ thú Winter xin kính chào quý vị khán giả. Và quý vị ơi, cũng như thường lệ thì ngày hôm nay Thùy Vi với Hành Trang quay trở lại với những điều thú vị trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay Trang muốn mang đến một điều về tình yêu. Còn Vi thì sao? Valentine mới qua mà bây giờ vẫn nói về tình yêu ha. Đúng rồi. Ngày hôm nay vô tình Thùy Vi cũng nói về tình yêu, nhưng mà tình yêu của Thùy Vi thì nó hơi khác chút hả? Đúng rồi, nó có một chút kỹ thuật trong đó nữa. Đúng rồi quý vị, bởi vì Thùy Vi á rất thích kỹ thuật, rất thích công nghệ. Đúng rồi. Cho nên là khi mà Thùy Vi mà xuất hiện á thì quý vị sẽ biết là sẽ có một cái công nghệ gì sắp được phát minh hay là sắp sửa ra mà đời đó. mấy cái câu này của Hạnh Trang cũng làm Thùy Vi rất là áp lực, tại vì phải kiếm ra những cái công nghệ gì mà đặc biệt nhất mà mọi người chưa có biết tới mà cũng lạ nữa thì mọi người mới thấy hấp dẫn được, đúng không? Đúng rồi, thực ra thì đồng hành với Thùy Vi cũng gần 2 năm rồi, thì nhờ Thùy Vi đó quý vị, Hạnh Trang biết thêm được rất là nhiều điều và cực kỳ thú vị. Cũng như Trang nhớ một lần Thùy Vi nói về việc máy in 3D. In 3D mà để trong xây dựng á, nó vô cùng thú vị. Chắc là ít bữa nữa muốn Thùy Vi sẽ nhắc lại cái công nghệ này ha. Nói về công nghệ in 3D thì có rất là nhiều cái bước tiến mới. Vậy cũng đã đọc được rất là nhiều rồi, thì có thể là lần khác mình sẽ chia sẻ với quý vị khán giả. Vậy quý vị ơi, hãy chờ đón những công nghệ mới về in 3D của Thùy Vi quý vị nhé. Và bây giờ thì Hành Trang xin gửi tới quý vị, cũng như lúc nãy Hành Trang đã nói, đó là về tình yêu, đó là về một người đàn ông Nhật Bản dành ra hàng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi ngày trong suốt nhiều năm để trồng hoa tặng vợ của mình. Và quý vị sẽ thấy trên hình đó, đó là hai vợ chồng, người nông dân, và bởi vì người vợ đã bị mù. Thì sau khi người vợ nghỉ hưu và bị mù thì người vợ lại bị trầm cảm, bởi vì là đã phát hiện là mình bị mù vì di chứng của bệnh tiểu đường. Cho nên người vợ trầm cảm và không nói chuyện. Và bởi vì quá thương vợ cho nên người đàn ông này đã trồng đồi hoa trước nhà suốt 4 năm liền, và mỗi ngày đều phải chăm sóc vườn hoa để cho vợ khỏi buồn chán và tẻ nhạt trong cuộc sống thường ngày. Và như quý vị thấy trong hình, lúc đầu là chỉ tặng trồng hoa để cho vợ mình vui hơn, nhưng mà bây giờ khu vườn này đã trở thành một nơi du lịch của tất cả mọi người, không chỉ những người dân ở Nhật Bản và những người nơi xa khác hay từ nước khác tới, người ta đều muốn đến đây để một lần chiêm ngưỡng đồi hoa của người chồng dành tặng cho vợ và được ngồi nghe và nói chuyện với hai vợ chồng. Nhưng mà lúc mà thường á, khi mà mới thấy nguyên một cái đồi hoa này á thì có rất là nhiều người cần, rất là nhiều người chăm sóc. Đúng rồi. Nhưng mà ngưỡng mộ ở đây là có một chỉ có mình, một người thôi, người chồng ở đây thôi. Đúng rồi. Thì khi nghe về câu chuyện tình yêu của hai người thì mọi người ai nấy đều rất cảm động, vì người ta biết được rằng và hiểu được rằng có những hạnh phúc vô cùng giản dị và có những tình yêu vô cùng chân thành đến nỗi không chỉ có người trong cuộc cảm nhận được mà tất cả mọi người đều cảm nhận được. Trong một cái xã hội hiện đại, khi mà con người càng ngày càng ít tiếp xúc với nhau, mà cái tình yêu nó được lấy bằng vật chất để đong đo đếm nhiều hơn, thì khi mà nghe những câu chuyện này cảm thấy rất là xúc động. Cho nên là khi mà Trang đọc được tin này, Trang cũng vô cùng xúc động, bởi vì là vẫn đâu đó vẫn còn những tình yêu vô cùng chân thành dành cho nhau. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà mình dành cái trái tim thật sự của mình cho một người khác thì mình sẽ thấy hạnh phúc hơn, cho dù là mình nghèo khó hay là mình giàu có đều hạnh phúc, đúng không? Rồi. Chứ đâu phải là chỉ cần phải có tiền, phải có vật chất thì mới hạnh phúc đâu, đúng không? Đúng rồi. Trang? Khi mà mình hạnh phúc á thì như Trang, như đúng như Thùy Vi nói, khi mà mình hạnh phúc hay mình thương một người thì mình sẽ cố gắng không chỉ vì bản thân mình mà còn vì một người bên cạnh mình nữa. Đúng rồi. Cả hai cùng cố gắng, cùng xây dựng. Thì quay trở lại, đây là ngôi nhà của hai người nông dân Nhật Bản. Và hai người này là ở quận Miyazaki, là nơi mà khi mà tất cả mọi người tới thì sẽ thấy được những đồi hoa màu hồng trải dài như tấm thảm tuyệt diệu và nghe về câu chuyện tình yêu của họ. Nghe rất là dễ thương, đúng không Hạnh Trang? Đúng rồi. Mà vì thấy nếu mà chỗ này á, mà bây giờ Hạnh Trang có nghe nói về homestay không? Đúng rồi, homestay. Nếu mà chỗ đây mà có homestay ha, thì rất là lý vô tưởng. Lý tưởng. Đúng rồi. Như Trang cũng có thấy là ví dụ như bây giờ ở Việt Nam mình đó, nó có xây dựng những cái homestay nhỏ ở trong rừng để nhìn ra là hoa hay là cây cối, nó vô cùng đúng là lãng mạn luôn đó. Địa điểm rất là lý tưởng, không những là vì cái địa điểm đó mà vì cái câu chuyện tình yêu này nữa. Đúng rồi. Và mọi người có nhắc ở trong bài báo á, đó là khi mà mọi người tới nơi á thì sẽ thấy hai vợ chồng già ngồi trước cửa nhà.
thì mọi người sau khi mà đi thăm thú vườn hoa rồi thì lại ngồi nói chuyện với hai người và nghe được câu chuyện tình yêu của họ. Và người chồng á đã nói là bởi vì quá thương vợ cho nên mới làm công việc này, bởi vì bản thân của ông cũng biết á là việc này không hề dễ dàng, nhưng mà bởi vì là cùng nhau sát cánh từ lúc còn trẻ cho nên là ông muốn vợ của mình lúc nào cũng vui vẻ. Mà có một cái việc là gọi là hơi ngoài lề một chút, nhưng mặc dù đây là không phải chương trình sức khỏe, nhưng mà TV khi mà nghe Hạnh Trang nói là vì căn bệnh tiểu đường mà có thể dẫn tới mù lòa, thấy cũng nguy hiểm quá Hạnh Trang hả? Đúng rồi. Bởi vì TV thấy hiện giờ có rất là nhiều người bị tiểu đường. Dạ, mà cũng không phải chỉ là dẫn tới mù lòa mà còn ảnh hưởng tới tứ chi nữa Vi. Wow. Thì chắc là có thể một ngày khác mình có thể nói về cái chủ đề này. Mặc dù nó cũng không có phải là những điều kỳ thú, nhưng mà có thể là mình có thể gửi tới quý vị khán giả một vài thông tin bổ ích hơn. Ngày hôm nay thì Vy muốn chia sẻ về cái công nghệ đầu tiên. Vy muốn chia sẻ là về một khách sạn ở Trung Quốc gọi là Fly Zoo, nằm ở Hàng Châu. Thì khách sạn này đặc biệt hơn tất cả những khách sạn khác trên thế giới là vì nó sử dụng công nghệ trong toàn bộ khách sạn luôn. Công nghệ là công nghệ gì vậy Vy? Thì khi mà mình nói công nghệ thì mình chỉ nghĩ tới những cái dịch vụ đặt phòng hay là những cái dịch vụ trong phòng thôi. Nhưng mà khách sạn này sử dụng robot để mà check in, check out, rồi đưa thức ăn, rồi đưa khăn giấy. Rồi nếu mà bạn muốn thì khi mà bước tới khách sạn này hoàn toàn không cần phải tiếp xúc với con người. Wow, có nghĩa là không hề có người, vẫn có người nhưng mà những người phục vụ đều là robot hả? Chắc thấy vẫn trong hình vẫn có. Bởi vì khách sạn là khách sạn mới, có nghĩa là khi mà muốn phục vụ một kiểu bình thường như là một khách sạn bình thường thì có thể lựa chọn cái option đó. Còn nếu mà muốn tất cả mọi thứ bằng robot thì cũng có thể làm được luôn. Có nghĩa là người ta sẽ quét định dạng, khi mà check in thì sẽ quét định dạng khuôn mặt, và khi mà mình order thức ăn hay là đồ uống thì nó cũng quét cái khuôn mặt để nó biết mình ở phòng nào, để nó chào cho cái phòng đó. Wow. Và tất cả trong phòng đều sử dụng giống như là ở đây bây giờ mình hay có Alexa hay là Google Home vậy đó. Thì trong cái sạc này nó cũng có những cái máy nhỏ nhỏ vậy, để khi mà mình nói ví dụ như turn on TV hay là turn on light hay gì đó, nó cũng làm cho mình hết. Đúng luôn. Rồi, tất cả là mọi thứ là bằng robot hết. Vậy tương lai chắc là robot sẽ thay thế con người mình quá. Thì ví dụ như đúng là rồi, làm bởi việc vì nhà hay là cái người chủ khách sạn này không có nói là có bao nhiêu con người thật sự làm việc trong khách sạn, nhưng mà tôi nghĩ là không có nhiều. Mà đây là không phải là cái tin đầu tiên mà mình nghe về Trung Quốc mà người ta làm sử dụng cái gì robot. Đó, sử dụng robot. Mà cái này là khách sạn hoàn toàn mới. Đúng cái rồi. Này chắc là thu hút rất nên nhiều khách Fly tới đây Zoo. Phải không? Đúng. Cái này mới thôi cho nên cũng chưa biết là có nhiều khách hay không, nhưng tại mà theo thấy nó khác lại ở chỗ là có robot phụ. Đúng rồi, nhưng mà theo phản ánh của một số khách hàng thì phụ nữ rất là thích khách sạn này, bởi vì thường phụ nữ không có cảm giác an toàn khi mà người ta tới một cái môi trường mới, nhưng mà bằng robot thì đâu có sợ gì đâu. Đúng rồi. Thì do là chỉ cần định dạng xong rồi check in rồi check out cũng bằng robot luôn. Và không những vậy mà cái chỗ mà pha đồ ăn, nấu đồ ăn, thức uống, đồ ăn thì Vy không biết là có phải bằng robot không, nhưng mà thức uống là bằng robot. Có nghĩa là làm nước uống là robot. Tức làm. Là có một cánh tay robot. Nó có những cái công thức trong đầu nó rồi, thì nó tự pha chế thức uống cho khách hàng luôn. Vậy là mình order nước uống rồi robot làm. Tức là mình order bằng robot, rồi robot làm thức uống, rồi robot bưng ra cho mình. Chứ không có một con người nào involved ở đây hết trơn. Nếu mà Trang có dịp tới thì Trang cũng muốn đến khách sạn này thử. Bởi vì là khi nghe thì cảm thấy rất là tò mò. Thì bình thường thì mình đến khách sạn nên mình sẽ thấy người, sẽ có nhân viên phục vụ. Đúng rồi. Mà không biết bây giờ có robot phục vụ thì sẽ như thế nào. Nhưng mà cũng có một cái mà lợi ở robot, đó là robot không có mệt. Thì khi mà con người mà phục vụ thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Có nghĩa là khi mà ví dụ như khách hàng khó chịu hay là cái người đó đang có chuyện buồn gì đó thì có ảnh hưởng. Emotional. Đúng rồi. Còn robot thì nó đâu có biết mệt, nó đâu có biết buồn đâu. Cho nên là nó không ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ. Nhưng mà một cái mà thì Vy, khi mà thì Vy coi, nghe, đọc hay là cái gì mà Vy nghe robot là hay nghĩ, nếu một ngày đó nó bị breakdown thì sao? Tại vì là robot thì nó cũng phải bị hư thôi. Đúng mà rồi. Cái hệ thống này hoặc là bị hacker xâm nhập, rồi đánh cắp dữ liệu thông tin, hoặc là hacker nó
cũng nguy hiểm chứ. Đúng tất rồi. Cả các thông tin của khách hàng là đều ở trong robot, bộ nhớ của nó. Đúng rồi. Mà khi mà có một cái chỗ nào có thể điều khiển được con robot đó mà người hacker có thể xâm nhập vô mà điều khiển nó làm những chuyện xấu thì mình đâu có biết trước được. Dạ, yeah. Thực ra thì hiện tại cũng có hacker xâm nhập và lấy những cái thông tin mật rồi. Còn bây giờ thì nó nguy hiểm hơn, yeah. Là vì nó có thể điều khiển robot đó theo ý nó muốn. Đúng rồi. Không? Đó là một trong những cái gọi là một cái lợi và cái hại mà mình đọc rất là nhiều về người ta sợ cái công nghệ AI là vì vậy. Đúng không? Yeah. Công nghệ phát triển thì tốt, nhưng mà bên cạnh mặt tốt thì cũng có những cái mặt mà xấu của nó. Dạ, cũng có những cái mặt nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Thì Trang nghĩ được, ví dụ khi là mình đã phát minh ra một cái gì mới thì Trang nghĩ sẽ từ từ mình sẽ có những giải pháp để ngăn chặn những cái điều không tốt. Và nhưng hy vọng là sẽ có. Nhưng mà có một cái, mặc dù thì Vy rất thích công nghệ, nhưng mà cũng có mua thì Vy cũng có đọc về những nhà khoa học, chính những người sản xuất ra những công nghệ đó bản thân người ta cũng sợ công nghệ AI luôn, bởi vì khi mình quá nguy hiểm, nó quá thông minh, yeah, quá có nghĩa là nó minh, tự phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của người ta, có nghĩa là người ta chỉ phát minh nó để làm một thứ thôi, nhưng mà nó tự động nó học được những cái khác, yeah. mà nghe thì rất là viễn tưởng nhưng mà lại cũng rất là hay nữa. Vì làm Trang nhớ là hình như lúc trước Vy có nói về một robot, cũng phát minh ra một cô robot mà cô đó giống như một con người đó, Vy nhớ không? Đúng rồi, và cô robot đó có quốc tịch luôn. Dạ, yeah, và cô đó muốn thì là Vy sau không này có nhớ, không nhớ tên gì, nhưng mà rất là nổi tiếng là có quốc tịch và được đi phát biểu, được đi phỏng vấn trên toàn thế giới. Và cô đó cũng có tham vọng nữa. Đúng rồi, muốn tham vọng được quyền công dân, đúng rồi được bầu cử, được rất là nhiều thứ giống, nữa. Giống như một con người vậy đó quý vị. Chắc là sau này chắc là Thùy Vy cũng sẽ nhắc lại tin này. Đúng rồi. Về cô robot này đối với quý vị nhé. Và bây giờ thì quý vị đừng rời màn hình. Thùy Vy và Hành Trang sẽ quay trở lại.